Với mục đích dùng chính câu chuyện của mình để chia sẻ và truyền động lực cho mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ, cựu nhà báo Lê Hoa Chi đã viết lên cuốn sách Vượt khó thì dễ, vượt sướng thì khó nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6. Xin mời quý vị cùng tìm hiểu đôi nét về cuốn sách đặc biệt này để từ đó hiểu hơn về cuộc đời, sự nghiệp và tâm hồn của cựu nhà báo doanh nhân Lê Hoa Chi. Bà Lê Hoa Chi bắt đầu sự nghiệp báo chí từ năm 1986 và đã có 27 năm làm báo, trong đó có một thời gian dài công tác tại vùng sâu vùng xa của tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng cũ. Hiện nay, bà là một CEO thành đạt tại Đà Nẵng. Đặc biệt, bà là top 10 nữ doanh nhân sắc tâm tài năm 2022. Giữa nghề báo và doanh nhân mình nghĩ có sự giao thoa. Đó là gì? Khi làm báo mình vẫn tiếp xúc với doanh nhân. Mình vẫn hiểu được doanh nhân rất là nhiều. Họ đi lên, họ làm ăn, họ thành bại như thế nào, mình đều phản ảnh cái cuộc sống của người doanh nhân. Và khi mình trở thành doanh nhân, mình cũng cảm nhận được rằng là mình cũng gần gũi báo chí. Cho nên giữa báo chí và doanh nhân với mình, nó có sự giao thoa cực kỳ tuyệt vời luôn. Và không có nghề nào là dễ. Chỉ có thực sự chúng ta đam mê, tâm huyết, dành cả tình yêu vào đó thì chúng ta đều thành công với cái nghề mà chúng ta lựa chọn. Sau thời gian giãn cách xã hội, bà Lê Hoa Chi đã thấy tinh thần khởi nghiệp đang được đánh thức, được kích hoạt, được khởi động trở lại. Đó cũng là động lực rất lớn để bà xuất bản cuốn sách này. Câu chuyện của tác giả Lê Hoa Chi phản ánh hình ảnh một triệu phú tự thân trực tiếp trải nghiệm, thực chiến và tạo kết quả, từ đó đúc kết lại thành những bài học. Tất cả là người thật việc thật, là cuộc sống, là đời thường, là chân dung của một doanh nhân rất chân thật. Bà luôn tự hào vì mình từ một người ở nông thôn, chân lấm tay bùn, bước lên trở thành một triệu phú. Điều đó không đơn giản dễ dàng mà là một hành trình gần hết cuộc đời. Nhưng mà bà mong đó là những trải nghiệm quý cho ai đó bắt đầu khởi nghiệp, lập nghiệp và xây dựng cuộc sống gia đình, nuôi dạy con cái. Trên một ngày thành công, đỉnh thành công rồi. Khi mà mình muốn chuyển sang một lĩnh vực khác thì mình bắt buộc phải xuống để mà vươn lên từ đầu, từ một cái bước chân đầu tiên thì tôi nghĩ đấy là một cái điều thực sự rất là khó. Sách của tác giả Lê Hoa Chi đã được ra mắt tại ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Và cuốn sách này thì đối với cá nhân em thì nó đã mang đến những cái câu chuyện truyền cảm hứng rất là lớn về việc chúng ta, những bạn trẻ, phải vượt lên trên những hoàn cảnh sống và trở thành một người thành công. Và không chỉ là vượt lên những khó khăn đâu, khi mà chúng ta đã đạt được những thành công rồi, chúng ta phải có cách nào, phải đưa ra những cái phương án để tiếp nối những thành công đó. Và đó cũng chính là một cái điều mà nó đã xây dựng nên cái tên của cuốn sách này, đó là vượt khó thì dễ, còn vượt sướng thì mới khó. Mình ở được cái ngưỡng cao rồi, mình ở trên một cái đỉnh thành công rồi, một doanh nhân rồi, thì lúc đó mình có đủ đầy về tài chính, về cái nền tảng gia đình, xã hội vân vân. Nhưng tại sao mình một lần nữa mình quyết định là mình phải vượt sướng để mình khám phá những cái phiên bản tốt hơn? Thì như vậy so với vượt khó đó, thì vượt sướng nó khó hơn rất nhiều. Bà Lê Hoa Chi mong muốn ai đó đọc cuốn sách này, dù là doanh nhân hay một người trẻ mới ra trường, hoặc là những người tay trắng làm lại, sẽ lấy được tinh thần khởi nghiệp từ câu chuyện của bà.